Xin chào các bạn. Hôm nay Harry sẽ đoán là một cái thành ngữ. Có thể là cái thành ngữ đó Harry sẽ không hiểu, nhưng mà Harry sẽ cố gắng diễn tả và các bạn đoán trúng là Harry sẽ đưa một ly trà sữa chơi không nào? Dạ chơi. Ok. Nhận lại. Ok. Hả? Này lấy gì vậy? Nói chung là bốn chữ. Này lấy gì? What? Hả? Không biết cái này á. Voi. Voi gì? Voi. Không. Cái gì? Gì? Voi. Gì? 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 Voi gì tiền? Vô chám đi, vô chám vô đi. Khi trả nợ, người ta sẽ cắm. Sao cắm nữa? Khi trả nợ mình sẽ đòi voi vòi tiên. Cái gì vậy bà nội? Được voi đòi tiên. Đúng rồi. Chị hỏi thành người đó ý nghĩa chị? Ý là mình được cái gì mình càng đòi hỏi thêm nhiều hơn thứ nữa. Bây giờ thì sẽ đưa cái những cái phần quà mà hai đã hứa nha. Dạ, cảm ơn em.